Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUNQA, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, dành cho 4 chương trình đào tạo của trường, bao gồm ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành thiết kế đồ họa, ngành kế toán và ngành quản trị khách sạn. Trường Đại học Văn Lang trước thềm mùa tuyển sinh 2022 đã tự hào đón nhận tin vui khi có 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế AUNQA. 4 ngành học đó là thiết kế đồ họa, kế toán, công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành quản trị khách sạn. Thật không dễ dàng và đó là một hành trình liên tục không có hồi kết. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ đối với các chương trình đầu tiên mà phần còn lại của chương trình trong các ngành kế tiếp và trường đại học tiếp tục cải thiện chương trình giảng dạy, thiết kế chương trình giảng dạy cần phải hướng ra bên ngoài và đầu tư vào hệ thống thực hành, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Điều mà tôi cảm thấy ấn tượng với cái chương trình cũng như là về những cái chất lượng của cái chương trình AUN đó là những cái xu hướng mới cập nhật của ngành du lịch khách sạn hiện nay và những cái bộ chương trình của trường nó đã hầu như đáp ứng những cái chuẩn mà những cái doanh nghiệp đang yêu cầu. Ngoài ra những cái kỹ năng mềm cũng như là những cái xu hướng trên thế giới hiện nay thì tôi thấy rằng trong chương trình nó đã được đưa vào lồng ghép vào những cái chương trình đấy thì đó là điều tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Ngành thiết kế đồ họa của Trường Đại học Văn Lang có lịch sử đào tạo rất lâu đời. Sinh viên ngành thiết kế đồ họa được đào tạo kiến thức nền tảng về hình họa, trang trí, xử lý hình ảnh, kỹ thuật và vật liệu in ấn. Hiện nay, ngành thiết kế đồ họa của VLU có liên kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc, quốc gia hàng đầu thế giới về thiết kế. Ngành kế toán của Trường Đại học Văn Lang đào tạo các lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán thuế. Sinh viên có cơ hội thi và nhận bằng chứng chỉ kế toán ACCA và LCCI có giá trị toàn cầu, tạo ưu thế khi tìm kiếm việc làm. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Văn Lang là nơi đào tạo lĩnh vực môi trường lâu đời, có uy tín với 3 lĩnh vực chuyên sâu: công nghệ, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu. Ngành quản trị khách sạn với mục tiêu đào tạo của khoa du lịch là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhạy bén với xu hướng mới, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, hướng đến hội nhập ASEAN và quốc tế. Một cái văn hóa chất lượng trong toàn thể cộng đồng của Văn Lang, một cái giá trị nó nằm ở chỗ là mọi người đều hiểu là mỗi ngày chúng ta đều phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Và cái giá trị nữa mang lại đó là gì? Văn Lang tự tin rằng Văn Lang đã luôn luôn cam kết với xã hội về chất lượng và Văn Lang tự tin rằng mình có thể gọi là đạt tiêu chuẩn của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Thì đó là hình ảnh của Văn Lang nói riêng, nhưng nó cũng là hình ảnh của Việt Nam nói chung. Khi chúng ta đào tạo, chúng ta tự tin rằng những con người chúng ta đào tạo có thể gọi là going global, có thể đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Với vai trò là nhà tuyển dụng á, thì hiện nay ở trong công ty PNJ ấy, thì cũng rất là nhiều bạn là sinh viên của Đại học Văn Lang chúng ta. Với cá nhân của Tuấn ấy, thì đánh giá các bạn sinh viên Văn Lang, thứ nhất là có được cái nền tảng kiến thức rất là tốt. Cái thứ hai đặc biệt mà tôi đánh giá rất cao đó là cái tính sáng tạo và tính chủ động trong các cái hoạt động. Đặc biệt trong giai đoạn hậu Covid ấy, thì doanh nghiệp sẽ đòi hỏi cái bạn sinh viên mà ứng viên đó sẽ có đa năng hơn. Các bạn có thể đáp ứng cho nhiều vị trí và các bạn sẽ có tính linh hoạt hơn. Tại vì sau thời hình Covid ấy, thì doanh nghiệp sẽ đòi hỏi các bạn sẽ phải hoạt động nhiều hơn. Chứng nhận AUN nó là một cái chứng nhận kiểm định quốc tế về chất lượng đào tạo. Thì ngay cái thềm tuyển sinh thì đây cũng là một cái điểm nhấn để khẳng định với lại thị trường lao động, với các em học sinh là ngành được đào tạo một cách bài bản, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Đối với ngành nghệ thuật thì chúng ta khó có một cái mức độ nào mà để đánh giá một cách tương đối chuẩn. Thì hiện nay là đối với ngành đồ họa của Trường Đại học Văn Lang thì đã tự hào nói rằng chúng tôi có thể so sánh và ngang bằng với các bạn bè, với các trường đại học khác ở trong khu vực. Và đó cũng chính là một cái, tôi nghĩ rằng đó là một cái điểm mạnh và điểm giúp cho các bạn học sinh phổ thông cũng như phụ huynh là tự tin, yên tâm hơn để khi mà gửi gắm con em mình vào trong cái ngành học ở Trường Đại học Văn Lang. Trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng theo khung đảm bảo chất lượng của AUNQA, thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tiếp theo, nhằm hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của khu vực.